Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Nay là một vị khách mời hơi bị xịn, hơi bị sang. Và đây là một chiếc xe phải nói là mình rất là tiếc vì nó không được nhập khẩu chính hãng ở Việt Nam. Mà nếu mà nó được nhập khẩu chính hãng, nó sẽ cho mình một cái mức giá cạnh tranh hơn. Thì chiếc xe này mình nghĩ nó sẽ là một chiếc xe rất là hot. Và xin giới thiệu với anh em Honda CB350. Để mà nhìn sơ bộ về cái ngoại hình chiếc xe này á, thì mình chỉ có thể nói là nhìn nó rất là sang, rất là đẹp. Đây là một cái thiết kế mới, nó mang âm hưởng của những chiếc xe Honda CB ngày xưa như Honda CB 400SS hay là những chiếc Honda CL như là CL 350 chẳng hạn. Thì chiếc xe này vẫn giữ lại được những cái hơi hướng cổ điển, tuy nhiên nó đã được cách tân rất là nhiều rồi anh em. Thì anh em có thể thấy là chiếc xe này nó có rất là nhiều chi tiết, nó cũng hơi hiện đại một xíu ha. Okay, thì ngoại hình của chiếc xe không phải là những vấn đề tiên quyết ha. Thì cái đầu tiên mình sẽ nói về khối động cơ chiếc xe này đi anh em. Chiếc xe này là 348cc, là máy bằng gió, cho ra công suất là chỉ có 21 mã lực thôi, nhân đến 30 Nm tại vòng tua 3000. Tại vòng tua 3000 nha anh em, có nghĩa là nó đến rất là sớm. Điều đó có nghĩa là chiếc xe này nó sẽ không cho anh em những cái nước hậu ok. Tuy nhiên chiếc xe này sẽ cho anh em một cái nước đề rất là bốc, bởi vì nó đạt được cái tối đa công suất của nó tại vòng tua rất là thấp, chỉ được 3000 vòng thôi là anh em đã có được cái công suất tối đa của nó rồi. Cho nên là mình nghĩ là chiếc xe này á, nó sẽ phù hợp cho những anh em thích đi phố và đi tour những cái tour gần, không có đua bơi nhiều nha anh em. Tuy nhiên chiếc xe này nó không chỉ đơn giản là cho anh em những cái sức mạnh như vậy, mà chiếc xe này á, nó còn có rất là nhiều công nghệ mới. Mình khá là bất ngờ khi mà mình tìm hiểu về thông tin của chiếc xe này. Nó có slipper clutch và nó có cả hệ thống traction control. Thì cái traction control của chiếc xe này á, Honda gọi là Honda Selectable Torque Control. Thì đó là một cái tên nghe khá là mỹ miều ha. Ban đầu khi mà mình nghe nói đến cái chuyện là chiếc xe này nó có traction control thì mình nghe nó khá là kỳ, bởi vì nó chỉ có 350cc thôi, và với cái sức mạnh vừa đủ thôi thì mình không nghĩ là nó cần đến traction control. Nhưng mà khi mà mình nghe nói đến nó đến 30 Nm chỉ tại 3000 vòng thôi thì mình biết là chiếc xe này nếu không có traction control thì nó sẽ rất là dễ có cái hiện tượng là wheeling, là bị nhẫn bánh trên đó anh em. Cho nên mình nghĩ là cái traction control này nó cũng là một cái công nghệ rất là đáng giá cho chiếc xe này ha. Về cái ngoại hình của chiếc xe này thì không thể không nhắc đến cái phần đầu, cái phần mà người ta đi ngược chiều người ta thấy ha. Mình rất là thích cái đầu đề của chiếc xe này luôn anh em. Phải nói sao ta, nó vẫn cổ điển nhưng mà nó hiện đại. Anh em nếu có thể so sánh với những chiếc như là Honda CB150 và CB300R thì nó cũng là điện 2 tầng, nhưng mà ở viền ngoài á, nó lại làm theo kiểu là nó có những góc vuông, nhìn nó hiện đại hơn á, và thật sự là mình không thích cái chi tiết đó lắm. Nhưng chiếc xe này á, vẫn là một cái đầu đèn tròn với một cái viền bên ngoài mạ chrome sáng bóng lên như thế này, rất là cổ điển, nhưng bên trong vẫn là đèn LED 2 tầng, khiến cho chiếc xe này á, mặc dù nó hiện đại đó là LED 2 tầng mà, nhưng mà nó được gói gọn trong một cái đầu đèn cổ điển. Nên nhìn chiếc xe này mình thấy cái đầu đèn này mình rất là ưng. Xuống phía dưới thì đây là một cái dàn kim loại rất là chắc chắn, và mình thấy cái thiết kế của nó rất là hay. Nó có hai mảnh, mảnh đầu tiên là mảnh dè, mảnh thứ hai là cái phần bắt cái dè vào với cái phuộc. Rồi phần trên này thì đây là cặp xi nhan chiếc xe. Xi nhan của chiếc xe này mình thấy khá là hay. Để mình mở đèn cho anh em xem nha. Đó, như anh em có thể thấy á, nó có một cái đèn daylight vòi xung quanh như thế này. Thì đây là một cái chi tiết khá hay ở cái đèn xi nhan trước. Tuy nhiên cái xi nhan sau thì nó lại không có cái viền này nha anh em. Thì khá là tiếc, nhưng mà nhìn đèn trước như thế này thì mình thấy khá là đẹp. Mặc dù nó cũng không phải là cái đèn xi nhan nhỏ, nhưng mà cái cách bắt đèn xi nhan rất là hay. Anh em có thể nhìn thấy là nó là một cái tai, nó đi trực tiếp vào một cái chụp để mà nó nối, nó bắt vào trong cái phuộc xe như thế này. Thì đây là một cái chi tiết mình rất là thích. Nó giống như là thiết kế của Triumph Stratton vậy đó anh em.
Bình thường những chiếc xe khác á, thì họ sẽ làm theo kiểu là có một cái tay thỏ bắt ra, rồi bắt cái đèn pha vào, sau đó là nó sẽ bắt cái xi nhan vào đó luôn. Xe này thì cái đèn pha họ bắt vào một cái bát ở bên dưới như thế này, nó nằm ở đây, và xi nhan thì nó có một cái giá đỡ riêng. Đây là một cái thiết kế rất là clean, rất là gọn. Một điểm rất là hay khác nữa đó là chiếc xe này nó có đến hai cái kèn, và hai cái kèn của nó bắt đối xứng, song song đối xứng với nhau cả bên trái và bên phải, và đều được mạ chrome hết. Rất là đẹp luôn đó anh em. Nhìn rất là ngầu. Cái anh em di chuyển lên cái phần trên chiếc xe này á thì nó có gì hay ho? Đầu tiên là cái phần đồng hồ chiếc xe này thì nó có đầy đủ thông tin ha anh em. Nó có km giờ, nó có tốc độ nè, báo số, báo xăng, và nó có báo giờ luôn nha anh em. Thậm chí là nó có báo điện bình luôn. Và chiếc xe này thật sự nó có rất là nhiều tính năng hay ho. Bên cạnh viền của đồng hồ á, thì nó còn có hệ thống báo traction control nè, nó có báo chống đứng tắt máy nè, có nghĩa là chiếc xe này khi anh em vào số thì anh em sẽ không chạy được. Thì chi tiết này nó hiện lên cũng khá là hay. Ở bên cạnh đồng hồ này nè anh em, nó có một cái khe mà anh em có thể mở ra, và đây là cái khe để anh em gắn sạc cho cái điện thoại. Và đó đó là chi tiết rất là hay, nhìn rất là gọn anh em. Về ghi đông chiếc xe này thì đây là ghi đông zin nè anh em, tư thế ngồi khá là thẳng, không hề chồm nha anh em. Nó thay vì á cái thanh đòn á nó hướng ra phía này thì lại hướng về phía sau một xíu, cho nên thành ra tư thế ngồi của mình á nó khá là thẳng, ghi đông nó hướng về phía người lái đó anh em, nên là tư thế ngồi của mình khá là ok. Rồi về công tắc chiếc xe này, và đương nhiên là Honda họ có một cái chất lượng hoàn thiện rất là tốt, cùng công tắc các nút bấm của nó rất là đã, giống như là nút bấm trong tay cầm PlayStation đó anh em. Bên trái là có các nút chuẩn mode, và đương nhiên là có cả đèn passing ở đây. Còn bên phải là nó có đèn tắt máy khẩn cấp nè, là công tắc đề, và nó có cả nút hazard luôn. Có nghĩa là khi anh em của chiếc xe này về, anh em thậm chí không cần phải đổ thêm công tắc hazard nữa. Nhiều xe là anh em phải đổ thêm công tắc nút hazard đúng không? Ở cái gù ghi đông của chiếc xe này á, lại là một điểm sáng cho chiếc xe này nữa. Cái gù của chiếc xe này á, nó không có đơn giản chỉ là ok hai cái cục gù để nó bắt ghi đông vào không đâu. Honda họ còn làm thêm một cái miếng nối giữa hai bên thanh gù và gắn một cái logo Honda ở giữa. Chi tiết này rất đẹp. Mình ước gì Royal Enfield của mình nó cũng có một cái thanh dàn giống vậy luôn á. Triumph họ có một cái thiết kế giống vậy, và Honda họ tinh ý họ cũng làm một cái chi tiết giống vậy, và mình thật sự rất là thích cái chi tiết này. Cái đèn hậu của chiếc xe này rất là đẹp, rất là hay ho luôn. Để mình mở đèn cho anh em xem. Đó, có thể là buổi sáng anh em không nhìn rõ, nhưng mà chiếc xe này á, khi mà anh em mở đèn xe lên á, thì nó chỉ sáng đúng cái vòng tròn của cái đèn hậu này thôi. Còn khi anh em đạp thắng thì nó mới sáng hết cái phần này. Đây là một thiết kế rất là thông minh, bởi vì anh em biết á, cái đèn hậu á, nó một cái đèn tròn thôi nó sẽ rất là đẹp đúng không, nhưng khi anh em thắng lại á, nếu như nó không có đủ ánh sáng á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm, tại vì nó không có cảnh báo được cho người phía sau. Thì chiếc xe này á, bình thường nó chỉ sáng cái vòng tròn này thôi, và khi anh em đạp thắng thì nó sẽ sáng hết. Wow, đó là một cái thiết kế rất là hay, mình rất là thích cái đèn hậu của chiếc xe này luôn. Thì cái xi nhan của chiếc xe này á, phía sau nó cũng như phía trước thôi, tuy nhiên nó không có đèn daylight, cho anh em thấy là mình đang mở đèn mà nó không có được sáng lên nè, nhưng mà nó cũng là một cái xi nhan rất là đẹp ha, và khá là chắc chắn nữa. Rồi cái phần dãy chiếc xe này, phần sau đương nhiên nó là dãy kim loại y chang về phần trước thôi, và đây cũng là một cái dãy rất là chắc chắn, được mạ chrome. Và chiếc xe này tổng thể những cái chi tiết bằng kim loại đều được mạ chrome hết, là cái dè nè, cái đèn hậu nè mạ chrome nè, phần dè trước cũng được mạ chrome nè, và cái phần kèn cũng được mạ chrome. Đó là những cái chi tiết khiến cho chiếc xe này nhìn nó cổ điển và nhìn nó sang hơn rất là nhiều. Chiếc xe này còn có một cái điểm rất là hay nữa, đó là nó có một cái khóa mũ bảo hiểm. Thì cái này mình thấy rất là hay. Ngày xưa anh em không biết anh em có biết không, nhưng mà Honda Cup á, thì ngày xưa nhà mình có một chiếc Honda Cup 70, thì nếu có cơ hội mình sẽ rửa xe và mình làm review cho anh em xem sau ha. Thì chiếc xe Cup đó nó có một cái khóa để mà bắt nón bảo hiểm, thì chiếc xe này cũng có luôn, và mình thấy cái này rất là đáng tiền, bởi vì thời buổi bây giờ mũ bảo hiểm mà anh em không giữ cẩn thận là mất liền đúng không? Thì chiếc khóa này sẽ là thứ rất là cần để anh em có thể khóa chiếc mũ lại mà không cần phải mang cái mũ đi, đỡ vướng víu và cồng kềnh ha anh em. À, chiếc xe này thực sự là có rất là nhiều điều khiến mình cảm thấy thích thú. Bây giờ có lẽ là sẽ đến cái phần mà mình cảm thấy không thích thú lắm về cái chiếc xe này ha. Đó là cái dàn chân. Cái dàn chân của chiếc xe này á, thì cái lớp là một cái lớp xịn, không phải là lớp dởm đâu.
nó rất là bám đường. Tuy nhiên cái size của nó là 190-19 cho bánh trước, 19 nha anh em, và lớp sau là 130-70-18. Thì cái size vành này á, nó khá là kén để anh em có thể lên những cái loại lớp khác. Bởi vì cơ bản cái vành 19 á, anh em đã rất là khó để kiếm những cái lớp đẹp hơn rồi. Thật ra thì nó không phải là khó đâu. Tuy nhiên thì anh em sẽ vẫn có thể kiếm được lớp, nhưng mà cái giá để anh em có thể thay lớp thì nó sẽ rất là cao. 19-18 là thường là vành dành cho các xe đi touring, các xe đi địa hình, cho nên là thường lớp của những dòng xe đó sẽ rất là mắc tiền. Nếu anh em mua chiếc xe này và muốn giữ cái vành zin này lại á, thì cái tiền để anh em thay lớp nó sẽ khá là căng đó nha. Kích thước nó là như vậy thôi, nhưng mà cái vẻ ngoài của cái vành này á, nó là mâm, nó không phải là vành nan hoa. Ước gì nó là vành nan hoa thì chiếc xe nó sẽ rất là hoài cổ. Tuy nhiên thì cái mâm này á, nó không phải là cái mâm quá xấu. Cái mâm nó không có quá nhiều chi tiết góc cạnh, mà nó chỉ đơn giản là những cái mâm đũa nó nối từ tâm ra bên ngoài thôi. Cho nên là thành ra là nó không phải là một cái gì đó quá hiện đại. Giả tính một xíu thì mình vẫn có thể chấp nhận được cái mâm này. Cái bô của chiếc xe này thì mình đánh giá là nó rất là ngon, rất là ok đó anh em. Bởi vì sao? Nó bóng lưỡng từ cổ đến cổ bô. Và thậm chí là đây là cái bô zin, nhưng mà nó lại không quá to. Cơ bản là mình thấy cái bô này nó cũng khá là ok đó anh em. Nó không quá là bự. Nếu mà so với cái bô RS xanh của mình á, thì cái bô của mình rất là to luôn anh. To và nó rất là cồng kềnh. Thì cái bô này á, mình đánh giá nó ngon. Ở về mặt góc độ nó là bô zin thì mình đánh giá nó khá là ngon. Nhưng anh em có thể thấy là nó có những cái ốp, là ốp ở phần này. Ốp ở phần này nó tạo cho cái bô này nó có một cái gì đó nó rất là sang. Một cái điểm mình thấy rất là hay nữa, đó là cái phần này. Nếu anh em nhà anh em có những chiếc như là Honda Way Alpha hoặc là Honda Rim Lùng, họ có những cái gác chân mà nối từ gác chân này trước đến gác chân này sau như thế này. Và đây là một cái chi tiết rất là thuần chủng của Honda luôn. Mình thấy rất là hay, rất là thích thú với cái chi tiết này. Họ cũng mang lên cho chiếc xe này. Và như anh em có thể thấy, thường những chiếc xe cổ điển khác họ làm những cái bát để chân thì họ thường nối từ cái phần sườn xe xuống, như từ đây đi xuống. Những chiếc xe này thì họ đi theo một cái ngôn ngữ thiết kế khác, và mình đánh giá rất là cao chi tiết này. Rồi, ngoài cái vẻ ngoài, cái dàn chân thì cái hệ thống thắng chiếc xe này cũng khá là đầy đủ. Thắng trước, thắng sau đều là thắng đĩa, và đương nhiên là có ABS. Và tiếp đó là phần cốp của chiếc xe này thì mình thấy rất là thích thú. Nãy giờ mình nói từ thích thú và mình thích khá là nhiều ha. Tại vì chiếc xe này thực sự rất là đẹp anh em. Chiếc xe này là Honda CB350, mà Honda đặt với cái tên của nó là Hackness. Hackness thật ra là theo mình hiểu á, nó giống như là ghi tắt của chữ Hornets á anh em. Ngày xưa có cái dòng Honda nó có mang cái tên là Hornets, thì đây là chữ Hornets nhưng mà viết tắt. Honda còn làm thêm một cái logo cho nó nữa, và khiến cho cái cốp này á, nó không có đơn giản, nhưng mà nó cũng không quá là cầu kỳ, mà nó vẫn rất là sang và tinh tế. Cho nên là chiếc xe này với cái mức giá là 200 triệu thì nó có đáng hay không? Theo anh em đánh giá như thế nào? Cá nhân mình á, thì mình thấy khá là đáng. Bởi vì sao? Nó có một cái chất lượng hoàn thiện rất là tốt, như mình nãy giờ mình có nói với anh em á, từ đầu đến cuối là tất cả các chi tiết đều được hoàn thiện và gia công rất là tỉ mỉ và rất là nhiều công nghệ. Cục máy nó có traction control, có slipper clutch. Cái thiết kế của cục máy thì rất là đẹp, nó đen hết và nó có những cái chi tiết được mạ chrome lên và phay xước. Rồi thiết kế rất là đẹp và công nghệ thì an toàn, ABS, traction control, slipper clutch. Cho nên là để mà nói về 200 triệu cho một chiếc xe 350cc á, thì có thể nhiều anh em sẽ đánh giá là nó mắc. Tuy nhiên thì tiền nào của đó mà anh em, chất lượng càng cao thì đương nhiên giá cả nó cũng sẽ càng cao thôi. Ok anh em, thì nói về cái trọng lượng của chiếc xe này á, nó cũng không nhẹ lắm đâu. Trọng lượng khô của chiếc xe này là 181kg. Thì nếu mà đổ đầy bình xăng á, bình xăng của chiếc xe này là 15 lít, thì 181 là tổng cái trọng lượng của chiếc xe này nó sẽ đâu đó là 190 mấy kg đó, trên 195. Thì đó là một trọng lượng khá là khoai cho một chiếc 350cc. Và cái chiều cao yên của chiếc xe này á là 800mm. Thì nó không phải là cao. Tuy nhiên thì nếu mà so với những chiếc xe classic mà mình từng review cho anh em á, chỉ có 780 thôi, thì chiếc xe này cũng gọi là khá là cao. Và có một thông tin mà mình thấy khá là khó để mà tin, đó là chiếc xe này có độ tiêu hao nhiên liệu là 42 km một lít. Một chiếc 350cc
mà tiêu hao ngang ngửa một chiếc 150cc. Đó là điều khá là khó tin. Xin lỗi anh em là mình chưa thể trải nghiệm chiếc xe này trong một cái cung đường dài để mình có thể ra được cái con số chính xác. Tuy nhiên thì đó là cái thông số tham khảo từ nhà sản xuất. Và như Honda đó giờ, họ làm xe khá là bền, khá là tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là mình nghĩ là cái độ tiêu hao nhiên liệu chiếc xe này á, lanh quanh đâu đó là 35 cho đến 42 km một lít thì nó sẽ là con số hợp lý. 800mm thì mình sẽ ngồi thử cho anh em xem nha. Mình cao 1m69. Thì như anh em có thể thấy là hai chân của mình á chạm đất, tuy nhiên sẽ hơi nhón, mình không thể nào chạm cả gót xuống đất được. Thì chạm một chân thì đương nhiên là rất là thoải mái rồi. Honda thì họ phân bổ trọng tâm khá là ok, cho nên là 190 mấy ký thì nó cũng không phải là quá nặng. Yên của chiếc xe này mình thấy khá là êm đó, khá là đã. Với cái chiều cao như thế này á, thì mình nghĩ là anh em 1m6 thì sẽ hơi nhón, nhưng nếu anh em 1m65 thì sẽ ngồi khá là ok. Nếu anh em mua về thì anh em có thể nghĩ đến phương án là hạ phục. Mình thấy khá là nhiều anh em hỏi mình về cái vấn đề hạ phục. Thì nếu mà hạ phục, anh em phải hạ cả sau và trước thì chiếc xe, cái trọng tâm chiếc xe mới được giữ vững. Lúc đó chiếc xe của anh em mới hoạt động đúng với hiệu năng của nó nha anh em. Để xem thử là ngồi hai người sẽ như thế nào ha anh em. Chủ xe và mình là hai người đàn ông khá là mập thịt nhưng mà ngồi vẫn giữ yên. Thậm chí là vị trí mình ngồi đây nè cũng rất là thoải mái cái phần mông của mình. Và bạn chủ xe ngồi thì vẫn còn dư cái phần yên phía sau luôn. Cho nên là mình nghĩ là chiếc yên này anh em mua về không cần phải làm lại nhiều đâu. Nếu mà muốn làm đẹp hơn thì ok, không cần phải đổ thêm mút hay là làm thêm dài ra đâu, bởi vì nó ngồi rất là thoải mái rồi. Đi tour khá là ok đó anh em. Ok, rồi cảm ơn em. Ok anh em, giờ mình sẽ test ride chiếc Honda CB350 xem thử nha. Anh em thấy đồng hồ chiếc xe này ok không? Cá nhân mình thì mình thấy khá đẹp. Ồ, cùng cũng rất là nhẹ nha. Ok, những nước ga đầu của chiếc xe. Đúng như mình dự đoán đó anh em, đó là cái nước đề của chiếc xe này rất là tốt. Hồi nãy nó còn làm cho mình bị ngã ngửa ra phía sau đó. Ghi đông của chiếc xe này thì khá là cao, ngồi cũng khá là thoải mái đó anh em. Anh em đánh giá như thế nào về cái góc đánh lái này? Rất là đẹp anh em ha. Rất là tiếc là cái xe này của chủ xe thì bạn nó mới đi được có mấy trăm km thôi, chưa có road ride xong nữa, cho nên là mình không có dám test ride nhiều, không có dám test mà căng ga để cho anh em biết là cái lực máy chiếc xe này như thế nào. Nhưng thì cái mà lúc mà anh em thả côn ra, rồi nó rất là giật luôn á, cái xe nó bị nhồng lên phía trên á. Ga chiếc xe này rất là nhẹ, nhẹ hơn cái ga của chiếc xe của mình rất là nhiều luôn. Côn cũng rất là nhẹ nữa. Mình không có đủ thời gian để trải nghiệm chiếc xe này đủ lâu để mình biết là những cái công tắc này làm sử dụng với mục đích gì ha. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có những cái mod ở trong này để anh em có thể tùy chỉnh, ví dụ như là bật tắt traction control chẳng hạn, có thể là như vậy, mình không biết rõ lắm. Vì cơ bản là bạn chủ xe bạn cũng không có nhiều thời gian để cho mình mượn test drive lâu, nên là mình chỉ được chạy một xíu thôi. Ôi, một máy nhưng mà chiếc xe này nó không có rung anh em, không rung. Cái khả năng tăng tốc của chiếc xe này mình đánh giá là rất là ok đó anh em. 350cc cảm giác rất là đã. Cái yên của chiếc xe này ngồi cũng rất là êm anh em, rất là vững đó, ngồi thoải mái ghê. Nó bám mông mình hơn là cái yên Royal Enfield của mình. Cái cụm công tắc này thì thôi, cảm giác rất là sướng. Như hồi nãy mình nói như là PlayStation vậy đó anh em, bấm cái cảm giác này bấm rất là đã nè. Và bình xăng này thì rất là to. Cái này cũng được mạ chrome luôn, rất là đẹp. Màu kim loại này rất là đẹp.
theo mình thấy thì chiếc xe này nếu mà anh em lên bài độ cà phê racer thì nó sẽ rất là đỉnh đó. Khả năng tăng tốc cũng khá là lý tưởng. Các anh em, bài đánh giá của mình về chiếc Honda C350 chỉ đến đây thôi anh em. Thật sự chiếc xe này á, nó mắc, đầu ấy là nó mắc. Tuy nhiên thì cái giá trị mà Honda đưa vào chiếc xe này á, khá là nhiều. Chất lượng gia công nè, công nghệ nè, và cái thiết kế của chiếc xe, thật sự là mình không có điểm gì mà phải chê về chiếc xe này nữa đâu anh em. So về cái dáng dinh của chiếc xe, đây là một chiếc xe đẹp. So về chất lượng hoàn thiện của chiếc xe, đây là một chiếc xe có chất lượng hoàn thiện rất là tốt. So với công nghệ chiếc xe này không có công nghệ gì thiếu cả. Cho nên là 200 triệu cho một chiếc 350cc, để anh em có thể đi lâu dài 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, thì đây là một cái món đầu tư khá là hời. Nếu anh em có điều kiện và anh em muốn sử dụng một, mua một chiếc xe mà lâu dài, đi cả chục năm, rồi để cho cả đời con đời cháu mình đi luôn á, thì đây sẽ là một lựa chọn rất là lý tưởng. Anh em nghĩ sao về chiếc xe này? Anh em có thấy chiếc xe này là một chiếc xe đẹp hay không? Nếu anh em thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like, một subscribe và ấn vào nút chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo của mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. See ya.